Quỳnh Anh xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Những con số trong ngày. Mỗi con số tượng trưng cho một sự kiện, một vấn đề xảy ra trong ngày của chúng ta. Và con số đầu tiên trong ngày hôm nay là số 2. Ra mắt phần 2 của bộ phim Anchorman 2: The Legend Continues. Will Ferrell, Steve Carell và Paul Rudd sẽ tiếp tục những vai diễn của họ trong phần kế tiếp của bộ phim hài Anchorman. Và Will Ferrell vẫn tiếp tục vai diễn Ron Burgundy, một sứ ngôn viên lịch lãm ở San Diego của mình. Những thành viên của đội tin tức đài truyền hình 4 đã cùng tập hợp trong bộ phim hài Anchorman. Theo dự trù, bộ phim Anchorman sẽ được ra rạp vào thời gian sắp tới. Thưa quý vị, tiếp theo là số 2. Hai ca sĩ nổi tiếng Blake Shelton và Usher hát cho những nạn nhân của Oklahoma. Một huấn luyện viên trên chương trình nổi tiếng The Voice của đài NBC, tức là ca sĩ Blake Shelton, đã dùng chương trình hôm thứ Ba nhằm dành tặng một bản nhạc cho những người sống sót và những nạn nhân của cơn lốc xoáy Oklahoma. Blake Shelton và người vợ của anh, nữ ca sĩ nhạc đồng quê Miranda Lambert, đã mở màn bằng cách trình diễn và cống hiến ca khúc Over You cho những nạn nhân của cơn lốc xoáy khủng khiếp đã san bằng nhiều vùng trong thị trấn, kể cả một ngôi trường tiểu học. Trong khi đó, đồng huấn luyện viên trên The Voice là ca nhạc sĩ Usher cũng nói về họ hàng của anh ta sinh sống tại Oklahoma, và anh chia sẻ sự cảm thông của mình đối với những nạn nhân khác của trận bão lốc. Và tiếp theo là số 2. Người đàn ông Chicago phá vỡ kỷ lục với 2 ngày không ngủ trên đu quay. Một người đàn ông Chicago hiện đang nắm giữ kỷ lục thế giới với việc thức suốt 2 ngày ở trên một chiếc đu quay. Anh ta đã thực hiện kỷ lục này ở đu quay Navy Pier tại Chicago. Shepherd đã nói với phóng viên rằng thứ Sáu chính là hôm anh ấy bắt đầu thử thách này. Anh ta cũng cho biết rằng anh chỉ được nghỉ mỗi tiếng 5 phút, nhưng vấn đề lớn là anh ta không được phép ngủ trong suốt một khoảng thời gian dài. Kỷ lục trước đây được ghi nhận là 30 tiếng 35 phút, còn Shepherd đã ngồi ở trên chiếc đu quay Navy Pier với thời gian tổng cộng là 48 tiếng 8 phút và 25 giây mà không hề chợp mắt ngủ. Và thưa quý vị, số 3, bộ phim The Hangover 3 ra mắt ở thảm đỏ. Ngôi sao Bradley Cooper, Ed Helms và Zach Galifianakis đã xuất hiện tại thảm đỏ vào tối thứ Hai, ngày 20 tháng 5 vừa qua ở Los Angeles, trong buổi ra mắt bộ phim The Hangover 3, là phần thứ 3 cũng là phần kết thúc của loạt phim hài nổi tiếng Hangover. Cảm xúc tại buổi ra mắt có phần nghẹn ngào khi những diễn viên nhìn lại những gì mà họ đã làm trong suốt 3 phần phim. Đây là phần 3 và cũng là phần cuối của bộ phim do Todd Phillips đạo diễn. The Hangover 3 ở lần này không có đám cưới, không có bữa tiệc Bachelor. Kính thưa quý vị, và số tiếp theo là số 3. Chị em sinh ba tốt nghiệp cùng ngày tại Wisconsin. Có một gia đình tại Wisconsin, niềm vui tốt nghiệp đã được nhân lên gấp 3 lần vào hôm cuối tuần vừa qua, khi ba người con sinh cùng một ngày đều tốt nghiệp đại học hầu như cùng một lúc. Thoạt nhìn, ai ai cũng tưởng Carl, Stephanie và Ashley là ba người bạn học thân thiết. Thế nhưng sự thật là ba chị em họ do một mẹ sinh ra trong cùng một ngày và nay cùng tốt nghiệp từ cùng một trường đại học cùng với nhau. Lớn lên tại thị trấn Freedom, nằm cách Green Bay chừng 10 mấy dặm về phía nam. Cả ba chị em đều đi học chung cùng một trường đại học, mặc dù họ theo đuổi ba ngành, ba nghề khác nhau, đó là kinh doanh, xã hội và sinh học. Kính thưa quý vị, tiếp theo là số 90. 90 tuổi, nhận tấm bằng đại học thứ tư. Có 4 bằng cử nhân không bao giờ là đủ cho một cụ ông 90 tuổi ở tiểu bang California. Theo gia đình của người ham học nhất Hoa Kỳ này cho biết, thì đây là tấm bằng cuối cùng của ông này mới vừa nhận được. Đó là ngày mà những sinh viên mơ ước được tốt nghiệp. Nhưng đối với người đàn ông ở trường đại học tiểu bang California, San Marcos, thì đây không phải là lần đầu tiên, lần thứ hai hay là thứ ba, mà là lần thứ tư. Ở tuổi 90, cụ ông Wally Tiberstein là người lớn tuổi nhất tốt nghiệp hệ thống trường đại học tiểu bang California. Vào chiều thứ Sáu, ông ấy đã nhận được bằng cử nhân về giáo dục nghệ thuật. Đây là tấm bằng thứ tư mà ông nhận được từ trường này. Và thưa quý vị, số 11. Người đàn ông ăn 11 pounds bánh táo Apple Pie. Anh chàng Jamie the Bear McDonald's đã ăn sạch 2 chiếc bánh táo khổng lồ ở một sông bạc tại California. Với biệt danh là gấu, anh chàng này đã không sử dụng dao hay nĩa mà dùng tay để xẻ 2 chiếc bánh táo khổng lồ này. Và anh chàng chỉ cần 10 phút để ăn 11.25 pounds bánh táo, phá vỡ 2 kỷ lục thế giới chỉ trong một lần.
anh McDonald nói rằng anh ấy chỉ ngồi và ăn cho đến khi nào không còn ăn được nữa. Anh ấy cũng cho biết có lẽ đã hấp thụ khoảng chừng từ 10 đến 15.000 calories từ hai chiếc bánh. Và số 74, Ray Manzarek, thành viên ban nhạc rock huyền thoại The Doors, đã qua đời ở tuổi 74. Công ty đại diện của Manzarek cho biết, vào hôm thứ Hai, ông đã qua đời ở Đức sau một cuộc chiến đấu lâu dài với căn bệnh ung thư. Trước đó, nghệ sĩ keyboard 74 tuổi này đã được chẩn đoán ung thư ống dẫn mật. Manzarek và ban nhạc The Doors đã bán được hơn 100 triệu albums trên toàn thế giới, trong đó có 5 albums đoạt được giải đĩa bạch kim ở Hoa Kỳ. Và kính thưa quý vị, tiếp theo là số 100. Nữ hoàng Anh Quốc tham dự Chelsea Flower Show lần thứ 100. Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, hoàng tế Philip, hoàng tử Charles cùng vợ của ông là bà Camilla cũng như con trai Harry đã đến xem Chelsea Flower Show tại London vào hôm thứ Hai, 20 tháng 5. Đây là lần tổ chức lần thứ 100 của chương trình triển lãm hoa thường niên này. Chương trình năm nay mở cửa vào ngày thứ Ba, tức ngày 21 tháng 5. Và công chúng đã được thưởng lãm những loài hoa và những người mẫu trong trang phục làm bằng hoa thật. Theo dự trù, có khoảng 160.000 du khách tham dự sự kiện này. Chương trình nói trên cũng giới thiệu khu vườn Forget Me Not do tổ chức từ thiện Santa Bell của hoàng tử Harry thực hiện nhằm giúp đỡ trẻ em bị tổn thương ở quốc gia Lesotho, một quốc gia châu Phi. Và kính thưa quý vị, tiếp theo đây là số 200. Giải cứu thành công một con gấu đen nặng 200 pounds ngủ trên cây. Người dân ở một khu phố tại Colorado Springs vừa có một bất ngờ thú vị vào ngày Chủ nhật. Họ được chứng kiến tận mắt cảnh tượng giải cứu một con gấu từ trên cây xuống. Hàng trăm người đã tụ tập xung quanh cái cây gần Shelton và Airport để xem những nhân viên công viên Colorado Parks và Wildlife cùng sở cứu hỏa Colorado Springs đưa một con gấu đen nặng 200 pounds từ trên cây xuống. Khi đó, họ đã phải gọi cho sở cứu hỏa Colorado Springs để sử dụng xe thang giúp đưa con gấu này ra khỏi cây. Khi con gấu đã được đưa ra ngoài an toàn, những nhân viên chăm sóc động vật hoang dã đã cho trẻ em và những người xung quanh chạm vào cũng như chụp hình cùng với con gấu. Tất cả sự việc đều xảy ra ở sân trước nhà của bà Aubrey Atkins. Và thưa quý vị, tiếp theo là số 360. Tập đoàn Microsoft cho ra mắt thế hệ Xbox 360 tiếp theo vào ngày thứ Ba. Microsoft cho ra mắt thế hệ tiếp theo của máy Xbox. Thông báo quan trọng này được công ty Microsoft công bố tại trụ sở chính của tập đoàn ở Redmond, Washington vào lúc 1 giờ chiều theo giờ địa phương và đã được truyền hình trực tiếp. Đã có rất nhiều suy đoán về những tính năng mới được tích hợp ở chiếc Xbox mới này. Tập đoàn Microsoft đã cho ra mắt Xbox 360 vào năm 2005. Và kính thưa quý vị, và đó là những con số trong ngày của anh muốn gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Xin rất cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình và xin được hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới. Xin chào, tạm biệt.